Câu quay YouTube nè. Nè. Cho bốn đứa lên màn hình luôn nè. Tối nay về xem nha. Hả? À, Phúc Khang ẩm thực. Phúc Khang ẩm thực. Lên con coi đi có à. Chạy liên tục à. Đi kéo đi, cái sảy bây giờ, cái gì vậy? Ở cái chim. Cái chim nữa à, bà con. Nhưng mà chim này chim nhỏ. Không phải chim to. Thấy cám, giải cám nó vô rồi đó. Đi. Cây của tôi đó. Bấm đi từ từ. Nó im luôn rồi. Dứt. Dính rồi. Hai em. Rồi con kia nè, con kia chà bá luôn kìa. Ôi, ôi. Ồ, mấy cá chà bá luôn. Chá hình như chá nắng hả ta? Chá luôn. Thành quả hai được hai cá chim, hai cá chơi cô chú anh chị và các bạn. Cá chơi cả ký luôn á cô chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chừng 5 mét à. Đấy, ngồi xuống. Rầm 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 mũi cám luôn. Cả nhà. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Nhớ ủng hộ Phúc Khang một like một subscribe.